Ok, tiếp tục uh, chương trình series ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em tiếp tục về con xe lập chấm fan này. Thì như em thấy này, đây, uh, con này nó sẽ lấy kết quả từ mã giao dịch cộng với mã mong ẩn nhá. Thì uh, rất là nhiều con web uh, hiện tại lấy cái mã random này mã mong ẩn nhưng mà không biết cái nguồn nó từ đâu. Đấy những con đấy tốt nhất là anh em nên tránh nó ra. Đấy. Mình không nói nó lừa đảo đâu nhưng mà uh, nó không được cái tính minh bạch cho mọi người. để lưu ý cho mình. Thế đây là uh, con này cực kỳ có tính minh bạch luôn khi mà nó lấy từ cái trang web mang tên là random.org thì đây là một cái website cho số ngẫu nhiên uy tín như thế giới hiện nay bây giờ nhé đấy khi anh em chơi thì anh em sẽ lấy cái mã gì của mình mình dán trực tiếp đây ở đây sẽ có các mục như là mã giao dịch mã muốn hai cái mã này cộng lại thì nó sẽ ra cho anh em cái kết quả của mình đấy và bây giờ mình đang có một cái công thức mà để tính cái kết quả này làm sao mà để anh em dễ thắng nhất có thể nhé à, công thức cự nó cực kỳ đơn giản luôn anh em sẽ lấy số 071 này đây mình sẽ lấy nhá 0 này 7 này 1 này đấy mình sẽ cộng lại thì hiện tại nó sẽ ra cho mình là số 8 đúng không Đấy số 8 thì anh em sẽ trừ đi cái số đầu à trừ đi số 4 này. Đấy thì nó sẽ bằng 4. Đấy. Thì nghĩa là số 4 anh em kéo lên đây thì đối với nội dung chẳng lẽ thì số 4 có phải là TH không? Đấy. Đây hai TH. Nhưng mà hiện tại mình sẽ đánh qua nội dung TH1 đi. Đấy cho nó dễ trúng nhá, thêm được cái số 0. Ok TH1 thì ăn 1.9 này. Đấy. Thì ở đây à anh em sẽ thấy cho mình những cái số có những cái trạng thái nó hoạt động như này thì anh em copy. Đấy và mình có thể chơi à với nội dung là TH1 vào đây nhá. Ở đây thì mình sẽ vào trực tiếp qua Momo mô mô mình, mình đánh luôn là TH1 coi như thế nào này. Đây nhá, sau khi mà đã vào trực tiếp qua mô, mô mình rồi thì anh em sẽ là một chuyện này. Ở đây mình sẽ dán trực tiếp cái số điện thoại mình vừa copy á, mình điền nội dung và số tiền em chơi vào. Đấy nó khá đơn giản thôi. Ok, sau khi mà anh em đã điền này, à, nội dung này kèm theo đó số tiền anh em đã chơi nhá. Em lưu ý cho mình à, trước khi mình điền nội dung rồi mình sẽ vào web mình check lại coi là có đúng nội dung một lần nữa chưa. Rồi mình hãy ấn vào cái mục chuyển nhá. Đấy, thì sau khi chuyển thì anh em sẽ thấy được cái mã tham chiếu của nó. Đấy thì chuyển anh em chứ chuyển như thế rồi anh em sẽ lấy copy cái mã giao dịch cho mình. Rồi nhá, sau khi mình đã chuyển xong, đây, TH1 thì anh em có thể thấy này, đây mất 10k nhá. Thì anh em có thể thấy là mã giao dịch của mình ra đuôi là 164. Đấy. Thì ở cái trường hợp này á thì anh em sẽ chỉ cần ấn vào cái mục copy là thôi để mình vào trong góc kia mình kiểm tra là coi ván này được hay là mất đã. Rồi mình mới tính tiếp cái ván tiếp theo nha mọi người. Đấy. Mà khi anh em đã chuyển rồi á thì à, hiện tại thì anh em chỉ việc đợi này đợi đâu đó khoảng từ 10 tới 15 giây à, nếu mà hệ thống Momo nó gửi về cho mình rồi thì chắc chắn là ván đấy mình được còn nếu mà trong trường hợp mà nó không gửi về thì anh em nên kiểm tra coi là có vấn đề gì không hay là hình như là mình đã mất rồi hay sao đấy Anh nhá Ok thì mình đã thấy thông báo Momo nó gửi về rồi thì chắc chắn là cái ván này mình đã được rồi anh em ạ thì bây giờ mình sẽ ấn trực tiếp vào cái mã dịch này để copy à, cho anh em xem cái kết quả của nó luôn này anh nhá, sau khi mà mình đã copy xong mã dịch, anh em sẽ dán trực tiếp nó vào cái thanh tìm kiếm này Đấy, dán vào và mình sẽ làm cái một kiểm tra. Thì anh em thấy không? Đấy, một cái văn thắng này, mã giao dịch này, cộng máu mượn này ra kết quả cho mình. Thì lần này mình sẽ tiếp tục cộng với kết quả này lại 822. Đấy, 8 này, cộng 8 là 6 này, 6 cộng 2 này. À, anh em có thể ra, đấy là ra số 8 tiếp. 8 và trừ đi kết quả số 4 thì hiện tại nó vẫn là ra số 4 thì anh em vẫn tiếp tục đánh nội dung TH1 cho mình. Đấy. Thì đây là cái công thức mà mình đã tìm hỏi ấu được thông qua cái nhóm gọi là group Telegram này. Ngoài ra còn rất là nhiều cái công thức mới anh em có thể vào đây mình có thể check qua công thức khác nhé Đấy Ok thì bây giờ tiếp tục mình sẽ đánh thêm một tay TH1 nữa cho anh em xem này Ok bây giờ mình sẽ copy số thoại mới luôn nhé Đây copy số thoại mới này Mình sẽ vào trực tiếp mình múc qua TH1 tiếp này Ok nhá tiếp tục này nội dung TH1 thì mình đã hoàn thành xong Đây 10 thì mã giao dịch của mình ra đôi lần này là 225 Đấy 225 thì bây giờ mình sẽ copy để mình kiểm tra coi là ván này được hay là mất nhá nếu mà trong trường hợp mà ván này mất ấy, thì cũng không có gì hết mà mình uh, sẽ gấp đôi lên cái ván tiếp theo và nếu mà ván này được thì mình chưa đánh đều đều tay 10k như thế này thôi đấy Ok thì mình để copy kiểm tra coi như thế nào này Ok sau khi mình copy xong này thì mình dán trực tiếp vào đây đấy anh em sẽ là cái một kiểm tra ô oh, lại làm cái ván thắng tiếp theo nha mà đấy thì uh, hai ván thắng liên tục rồi 225 cộng với 717 ra đuôi 942 đấy thì anh em lại tiếp tục lấy cái đuôi 942 này đấy thì anh em sẽ trừ đi kết uh, quả này thì nó sẽ ra thì này á uh, 942 hai uh, À, nghĩa là ra số 5 đúng không? Đấy ra 15. Đấy. 15 thì anh em sẽ trừ đi 4 cho mình. Đấy thì hiện tại nó sẽ ra 11. Đấy, nghĩa ra số 1 là số lẻ đúng không? Đấy thì anh em đã chuyển qua anh em đánh nội dung CK1. Đấy nó khá đơn giản như vậy thôi nhá. Anh em có thể áp dụng theo công thức này của mình mà chơi. Đấy. Ok, còn ngoài ra thì còn rất là nhiều công thức khác thì anh em nên tham gia vào cái nhóm group giao lưu này để anh em học thêm những cái công thức mới nhé Ok thì về cái mục top tuần này thì hiện tại nó sẽ được tính vào 23 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần để anh em nào mà lên top thì nó sẽ được tặng thưởng về cái con CLMM này thì mình nên đọc qua một chút thông tin của nó về cái ưu điểm này à, và nhược điểm trên con này nhá đấy và hướng dẫn chơi ok thì à, đây là một cái mẹo chơi mà mình cũng trước khi chơi á, mình cũng đã đọc qua và cũng như là test thử rồi và mình thấy nó cũng khá là ok đấy, anh em cũng có thể test thử cái mẹo này coi như thế nào anh em này ví dụ này mình đánh thử một vài ván nhỏ trước này nếu thua 4 đến 5 ván thì mình sẽ nghĩ và dừng lại nhá à, mình sẽ đánh gấp theo tỷ lệ là 1 3 5 9 Đấy, còn nếu thắng thì anh em sẽ chấp với cơ hội đánh to một vài ván win cũng nghĩ mà không win cũng nghĩ nhá đấy anh em có thể thấy còn đây là một số lưu ý cần thiết khi em chơi và tắc mắt tân thủ này đấy ok nhá thì à, về con CLM này á, à, chốt lại mình thấy nó trả thưởng cực kỳ nhanh và cái à, giao diện cũng như là cái kết quả của nó là cực kỳ xanh chín đấy cho anh em và khi mà anh em ấy, mà biết được à, nó bị hay gì đấy thì anh em à, sẽ được nhận ngay là 10 m đấy thì ở đây nó có thông báo như vậy nhé Khi anh em biết được Thì um, khi mà mình tham gia một cái nhóm này rồi đây, Tham gia một cái nhóm gửi giúp giao lưu rồi Rất là nhiều anh em đang bàn luận trong này Đấy thì anh em nào mà uh, Có cái gì mà thắc mắc hay là Có cái gì mà không hiểu thì cứ comment uh, Hoặc là cứ ib trực tiếp Cho anh em vào cái nhóm này nhá Ok thì chắc là video của mình đến đây là kết thúc rồi Thì chắc là sẽ hẹn anh em ở những video tiếp theo của mình nhá Đấy bạn mọi người